Mến chào anh chị và các bạn, rất vui khi gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2023, thì mình đang di chuyển trên đây là đường DT848 của làng Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, thưa các bạn. Trong video mới ngày hôm nay, mình xin chia sẻ đến các bạn một số hình ảnh về cảnh quan của làng Hoa Sa Đéc, một địa danh được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây, để xem bà con nơi đây chuẩn bị qua Tết năm nay như thế nào, và đặc biệt là chuẩn bị gì cho Festival Hoa diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến 5 tháng 1 năm 2024 tại làng Hoa Sa Đéc này. Mời các bạn cùng mình đồng hành với mình qua video này nhé. Theo mình thấy thì đoạn đường này thì bà con sản xuất và bán qua quanh năm luôn nha các bạn. Như những vườn hoa được sản xuất ra thì được bày bán dọc hai bên đường này các bạn, đủ các loại hoa hết các bạn. Đúng đây là phải nói là thủ phủ của hoa ở miền Tây Nam Bộ nha các bạn. Mình sẽ quẹo phải vào đây là trung tâm của thương mại hoa tỉnh Đồng Tháp nha các bạn. Đây là trung tâm mua bán hoa của các đi các nơi tại khu vực miền Tây và kể cả thành phố Hồ Chí Minh luôn nha các bạn. Đây là trung tâm thương mại hoa lớn nhất của Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Một đường bò đẹp quá này, phải đủ nắng, thiếu nắng rồi nó tròn. Có cái bông đỏ đỏ này thấy lạ nè. Rất nhiều loại hoa kiển được trưng bày tại trung tâm này nè các bạn. Phía bên phải này dàn hoa giấy cũng rất là đẹp nha các bạn. Ở phía trước chúng ta là nhà trung tâm thương mại hoa nè các bạn. Mình sẽ vào tham quan một vườn hoa của bà con đang sản xuất nè các bạn. Cái cây này cây điệp lào hả anh? Mới thấy lần đầu luôn, cái bông ngộ quá. Quanh năm luôn hả anh? Ngộ quá. Rồi cái này mình chở đi giao ha. Có một vườn nhà ha. Này là sim ha. Bông này đẹp quá. Này là chuẩn bị cho Tết hả chị? Có bán quanh năm luôn ha. Rộng quá. Cái cây tím tím đó là cây sim hả chị? Sim. Sim hay là cây mui? Cây mui là khác đúng không? Rồi vậy ha. Em thấy ở trên núi Cấm người ta trồng nhiều lắm. Dạ, có bán, nó khác hơn cái này, nó khác hơn cái này. Dạ. Cái lá nó bụi hơn. Dạ. Cái này cái lá nhuyễn ha. Dạ. Nó đẹp quá, cái bông nó tím ghiệm luôn. Dạ, có loại màu hồng nữa. Ủa, có màu hồng nữa hả? Dạ. Em tính đâu có loại màu tím không chứ. Có chứ. Dạ. Nhiều giống quá ha. Dạ. Ở đây mình được mấy con? Dạ, ở đây được 6 con mấy vài cuốc. Tuốt sao luôn ha, bán quanh năm luôn. Dạ.
Là mình có mối lá trên Sài Gòn hả? Hay là bán ở đây? Ai mua lại mình mua. À, bán lẻ luôn ha. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Thấy chồng thấy mê quá. Ở Vĩnh Long. Dạ. À, gần đây. Dạ dạ. Cũng chọn mấy chỗ đó nhưng mà người ta không chịu bán, không trả tiền. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn. Mình tiếp tục di chuyển, đây là trên đường qua Sa Đéc nha các bạn. Đây là một trong trung tâm của hoa tại Sa Đéc này nè các bạn. Không, cái màu đỏ đậm luôn ha. Hoa hồng cũng khá là đẹp nè các bạn. Phía bên đoạn đường trung tâm này thì mình thấy bán cũng quanh năm luôn các bạn. Sản xuất và bán tại chỗ và cũng chở đi nơi khác bán, đặc biệt là thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Thế mình có thăm hỏi một số bà con thì bán ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. À, mình sẽ tiếp tục vào vườn hoa Ngọc Lan nhé. Đây là một điểm check-in phải nói là đẹp nhất tại làng hoa này trong những ngày Tết và hầu như là quanh năm luôn nha các bạn. Địa điểm này luôn luôn là được trang trí rất nhiều hoa kiển rất đẹp, và đặc biệt là có cái đài ngắm hoa là rất là cao nha các bạn. Khi lên đài này thì chúng ta có thể ngắm toàn cảnh khu vườn hoa tại làng hoa Sa Đéc này rất là đẹp. Phía trước này thì bà con thì cũng sản xuất quanh năm luôn, là hoa luôn nè các bạn, để chuẩn bị cho Tết. Thấy quen quen. À, để mình ra thăm hỏi một cô đang chăm sóc và tỉa hoa ở phía trước vườn này các bạn. Ủa cái đó sao mình cắt đang bông cắt hết cô? Tỉa một số hoa để chuẩn bị cho Tết nè. Dạ. À. Còn cái tự nhiên nó ra nhỏ ha, bông nhỏ ha. Dạ. Bông nó kêu cái bông gì cô? Ngũ sắc ha. Dạ. Xin nổi trăm ổi hả? Dạ. Thấy nó có một cái màu vàng không mà kêu ngũ sắc, thấy cũng không đúng ha. Đủ màu lắm. Dạ, đủ màu luôn hả cô? À. À, cây màu chứ nó không có xen vô cái một cây ha. Dạ. Dạ. Mau hả cô? Ở đây mình bán lái trên thành phố suốt năm luôn hả cô? Dạ.
Dạ. Nhiều bông đẹp. Còn cái bông trắng trắng này là bông gì hả cô? Ngọc nữ. Tên đẹp quá. Hôm nay mình có chuẩn bị Tết rồi nhiều chưa cô? À, đang dâm ở phía bên kia đó ha. Dạ. Dạ. Bên mình có tham dự festival gì của hôm cuối năm không cô? Dạ. Cái đó phải đăng ký rồi ha. Dạ. Video tham quan và chia sẻ cảnh quan của làng hoa Sa Đéc để chuẩn bị cho Tết năm 2024 cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã dành thời gian xem video của mình, và nếu thấy thích nội dung của video xin hãy cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển nữa nhé. Xin chào.